Xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Tường Vi, năm nay em 28 tuổi và em là giáo viên. À, còn em? Dạ em là Đình Vũ ạ. Em đến từ Bình Thuận, em là lính cứu hỏa. Vậy là hai vợ chồng em là từ Bình Thuận đến đây tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Dạ đúng ạ. Trước tiên thì xin đại diện cho ekip sản xuất chương trình Vợ Chồng Son rất cảm ơn hai bạn đã dành thời gian đến đây tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Rồi, thế thì bây giờ anh cứu hỏa hãy kể cho nghe cái câu chuyện mà ngày xưa anh gặp gỡ cái cô giáo này nè, ở đâu và hai người bắt đầu cái câu chuyện tình yêu của mình như thế nào? Vợ em thì nó cũng qua bạn bè. Cái cô bạn ở hàng xóm em á, kêu em á, tôi thấy ông chắc ế rồi quá, để tôi giới thiệu cho bạn, nhỏ bạn dạy cùng trường, dễ thương ghê lắm. Nghe thấy dễ thương nên là nghe thấy, dạ phái. Kêu ok, vậy tối bạn cứ gọi điện thoại cho bạn đi, tối mình đi uống cà phê. Tới quán cà phê thì cũng bất ngờ quá. Vợ em thì có nước da nó hơi ngâm ngâm, nhìn thì người nó mập mập hôm giờ nữa đó. Em cái ấn tượng ban đầu của em về Vũ như thế nào? Dạ ban đầu thì chị bạn đó rủ đi, lúc đó em đang thất tình. Rồi em buồn thì em đi cho vui thôi. Rồi vô thấy anh này lúc đó cũng ốm lắm, ốm hơn bây giờ nữa. Giờ đã ốm rồi đó, còn ốm hơn nữa. Dạ. Ủa Vũ, trước khi mà Vũ biết cô này thì Vũ đã trải qua bao nhiêu mối tình? Cũng nói cho thiệt vài chục mối tình đó anh à. Lúc quen là anh nói là anh định là quen 10 cô thôi rồi anh sẽ cưới vợ. Nhưng mà tính tới bây giờ hình như anh quen tới gần 20 cô rồi á. Đó thì nói chung là 10 x 2. Dạ. Thế còn em khi mà biết Vũ rồi là em chỉ duy nhất quen một mối tình rồi đúng không? Dạ trước đó em có 2 mối tình. 2 mối tình. Dạ. Mà chị hỏi nè, bạn này là tới 20 mối tình còn em là 2, tỷ lệ nó chênh lệch nhau quá nhiều. Đó. Như vậy chắc có lẽ là em ghen bạn này dữ lắm à. Cũng có ghen ạ. Vũ có ghen gì không? Dạ có ạ. Ghen dữ không? Ghen dữ thì chỉ có ghen lúc mà chưa cưới thôi. Là có một bữa tối đó là ảnh lên nhà em chơi, hai đứa đang ngồi coi laptop á thì có tin nhắn tới. Ảnh mới hỏi là ai nhắn tới. Thì em mới nói đó là người yêu cũ của em. Dạ bực mình quá thì em nói là tại sao mà quen em rồi còn nhắn tin qua lại với người yêu cũ. Rồi em chỉ nói với vợ mấy câu rồi xong em bỏ em đi về luôn. Vậy thôi đó. Em có làm gì với cái người yêu cũ của vợ không? Dạ không ạ. Sau khi cưới xong rồi á thì chồng còn ghen nữa không? Cũng vẫn còn ghen với cái anh người yêu cũ đó một lần nữa. Em mới nói là nhưng mà giờ cô ấy đã có gia đình rồi, mình có yêu thì mình không nên làm như vậy, làm ảnh hưởng tới gia đình hạnh phúc của người ta. Đó em mới nói chuyện với bạn đó một số tin nhắn như vậy. Rồi từ đó đi là hết ghen luôn. Dạ hết luôn. À vậy hả? Dạ. Vậy thì bây giờ là em đâu còn ghen gì nữa đúng không? Dạ không, em thì không có ghen. Bây giờ phải hỏi vợ đã, em ghen giống chồng em ghen không? Chồng em á, em nói thiệt có một cái tật xấu là thích tán gái. Đi ra đường thấy gái đẹp thì cũng nhìn theo đồ này kia. Rồi người yêu cũ vẫn còn lưu tên trong điện thoại. Rồi bạn thân là con gái thì cũng nhắn tin mà toàn nhắn nửa đêm không à. Mà em không biết được nội dung. Hỏi là hai người nhắn cái gì thì anh nói là thì bạn bè nửa đêm buồn tâm sự rồi vậy thôi. Em nói ủa vậy sao không tâm sự với vợ? Sau em nhắn cho chị đó. Em nói là nếu như sau này chị có chồng á, mà bạn thân của chồng chị á đêm nào cũng nhắn tin tâm sự với chồng chị thì chị có chịu được không? Rồi xong chị đó im, chị đó không nói mà gì. Mà hai người xưng hô như thế nào? Anh em ngọt liễm hay sao? Dạ xưng hô với nhau là cu với lại bướm. Trời. Sao mà xưng nhau nó lạ lùng sủng vậy hả? Dạ không, cái đó là do tụi em chơi thân trong một nhóm từ hồi học cấp 2 lên cấp 3 như vậy. Con trai thì tụi em thường là gọi như vậy, con gái thì tụi em gọi và gọi chọc vậy trong đám thôi. Có viết hẳn tên ra mà tụi em chỉ ghi là chữ K với chữ B thôi. Lúc mà em nghe cái xưng hô vậy em sốc không? Dạ sốc, mà em nghĩ chắc là phải thân tới mức nào luôn á mới gọi nhau cái nhạy cảm như vậy á chị. Rồi sao mà anh cũng giải thích giống như là anh giải thích với anh chị rồi thôi em bỏ qua. Bây giờ hết chưa? Dạ còn một vụ này hấp dẫn hơn. Vậy à? Dạ. Bữa đó là mùng 3 Tết, ảnh cũng đi chơi rồi bỏ điện thoại nhà. Em thấy ảnh lưu trong đó có tên của người yêu cũ ảnh đó. Em mới lấy cái số của con bé đó. Sau em ngồi nhắn tin em hỏi ngủ dậy chưa? Tí nữa anh rủ em đi uống cà phê rồi được không? Không thấy trả lời, mãi tới trưa mới thấy trả lời lại. Sau em nói là em chờ anh một thời gian được không? Anh với vợ anh sắp ly dị rồi. Rồi có gì anh với em sẽ quay lại. Đâu rồi? Cô này nhắn lại mới hấp dẫn là hèn gì lâu nay anh em thấy anh hay liên lạc với em là em biết là anh có chuyện rồi. Như vậy là lòi ra là chồng mình lâu nay liên lạc với cô đó chủ động liên lạc. Dạ đúng. Em lúc đó em tức lắm. Mà vừa tức nhưng mà cũng vừa vui nữa. Tại là mình nắm được cái top rồi. Xong rồi bắt đầu em nói tới cái tin quan trọng nhất á là em có đồng ý quay lại với anh không. Em thấy cô đó im ru à.
không biết là chồng em có gọi điện nói là vợ anh biết rồi em đừng nhắn tin rồi nữa hay sao. Rồi xong em về mới ra khỏi khảo anh này, thì anh này mới nói anh chọc cho vui thôi chứ đâu có gì đâu. Rồi sao? Tính như em thì nhiều khi đi làm mà lúc nào mình rảnh rỗi á thì em hay gọi cho người này người kia hỏi thăm nói chuyện thôi chứ cũng bình thường không có gì hết á. Tự mình châm lửa nhà mình. Dạ. Có đúng không? Đúng không? Giờ sau này vợ em phát hiện rồi thôi em xóa hết. Bây giờ còn đúng không em, và em còn nghi ngờ gì nữa không? Dạ cái lúc đó là em nói là em viết đơn luôn. Em nói là mấy lần rồi chứ không phải là một lần. Mà cứ hứa là anh không có gì hết á. Xong rồi em nói vậy thôi giờ thôi ly dị đi chứ nói đi nói lại em không có tin nữa. Rồi lúc đó anh này mới nói là anh hứa từ nay không bao giờ nhắn tin rồi gì nữa. Rồi bây giờ ngoài cái tính ghen ra thì còn cái gì nữa không? Tính cách cũng hợp nhau một chút xíu, có nghĩa là trong sinh hoạt, ăn uống, em thích ăn cá, vợ em thích ăn thịt. Đó, nó nhiều cái nó không hợp nhau lắm. Cái đó là chưa tìm hiểu kỹ, có nghĩa là tụi em lấy nhau nhanh quá đúng không? Dạ, trong vòng có hơn 5 tháng. Chị hỏi nè, hai đứa thực sự là muốn hiểu nhau không? Muốn gọi là để mà mình có thể vượt qua được tất cả những cái điều mà mình đang còn lấn cấn không? Dạ có chứ chị, bây giờ có con rồi cũng phải muốn là sống lâu dài với nhau cho con cái hạnh phúc chứ đâu có phải muốn là bỏ nhau được đâu, nên em cũng rất là muốn là mọi thứ nó được êm đẹp chứ không phải là lúc nào cũng căng thẳng. Vậy thì bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều gì nhất? Thật lòng em mong muốn nhất là chồng em cư xử sao cho nó khéo giữa em với lại gia đình chồng em. Có thể là việc gì đó em làm cho nhà chồng em thì chồng em có thể nói với bố mẹ hoặc là nói với các chị để cảm nhận được là em cũng có quan tâm tới gia đình chồng, em cũng muốn hòa hợp với các chị. Em cũng muốn mọi người yêu thương em. Chứ không phải là em muốn mọi người ghét bỏ em. Mà chồng em thì vẫn chưa làm được điều đó. Nên đó là điều em mong muốn nhất. Chị nghĩ như vậy. Đây là cái bước khởi đầu. Đây là một cái gọi là giống như viên gạch đầu tiên cho cái mối quan hệ đó. Bằng hình thức là nhân cái chương trình này. Em nói những cái gì mà em nghĩ trong lòng của em bằng một tình cảm thật nhất. Bởi vì mình không thể dối trá được trong một cái chương trình mà tất cả mọi người cùng biết như vậy. Em nói để mấy chị hiểu. Dạ thật ra thì em là không có ba, cũng chỉ có một anh trai thôi. Cho nên là em rất là muốn ở trong một cái gia đình mà có đầy đủ ba mẹ, rồi có anh, có chị yêu thương em. Đó là em đã cố gắng hết sức, nhưng mà có thể là do em chưa có kinh nghiệm, rồi em chưa biết cách là hòa hợp gia đình, nên là em cũng làm nhiều điều sai sót. Nhưng mà em cũng đã rất là cố gắng rồi, chứ không phải là em không cố gắng. Mà em cũng thật lòng em là em rất là yêu thương bố mẹ. Và em không có chị mà, cho nên là em cũng rất muốn là mình có thêm những người chị. Cho nên là khi lấy được chồng, nhà chồng có đầy đủ bố mẹ và các chị. Cho nên là bây giờ nhân qua chương trình này thì em cũng mong là bố mẹ và các chị là mở lòng hơn với em. Và em cũng xin hứa là em sẽ cố gắng hết sức để mà làm tròn bổn phận của một người con, người dâu trưởng trong gia đình, một người em tốt, để có thể là mọi người yêu thương em nhiều hơn. Chị thấy là em nói một điều gì đó với bố mẹ và chị của em đi. Vợ em thì không có tiếp xúc nhiều, đi học xong rồi đi ra trường đi làm luôn, nên là nhiều khi vợ em chưa hiểu, nên là nhiều cái làm cho bố mẹ em hoặc là chị em buồn. Thì qua chương trình này thì em cũng muốn nhắn nhủ tới mọi người là hãy quan tâm, hiểu vợ em một chút xíu. Rồi từ đó thì có thể vợ em nó sẽ hoàn thiện hơn, tốt hơn. Cho phép chị chia sẻ với gia đình em một chút xíu. Là thưa với hai bác với lại là các chị của cô Vũ, nếu mà có cái điều gì mà hai vợ chồng Vũ còn non dại, chưa có biết cách xử sự thì mọi người hãy hướng dẫn và chỉ bảo, và chín bỏ làm 10. Cho nên Vân chỉ mong là qua cái chương trình này thì hai bác cũng như các chị sẽ quan tâm nhiều hơn đến gia đình của Vũ, để cho các bạn có được một cái bàn đạp, có được một cái điểm tựa thật là vững chắc để các bạn xây dựng cái gia đình nhỏ của các bạn. Anh nghĩ là hai bạn nên có một cái hành động gì đó. Đúng rồi. Như là một cái lời hứa để mà lúc nào cũng mãi mãi gắn kết với nhau. Trời ơi, thôi nói chi mà văn hoa, bây giờ hai người đứng lên ôm nhau hứa với nhau một cái cơ nè, trời ơi. Đó, hay quá. Rồi, cảm ơn hai bạn.